tôn ông hội đồng quan lớn cung thỉnh mời nhất mong nghi tôn quan. Lượng ban đám đền lệnh chiến văn võ đôi hàng kỳ thiên đình ban
bạn mã hằng hà kéo ra lệnh triệt nhất đội bạn cơ nghi. Sơ điệp kim ngân dâng nên sơ điệp kim ngân ngài về tống đôi chép biên dành dành phê cho ý đi sang sinh. Sơn lệnh sơn sang y tòa sơn kiêu, sơn lệnh sơn sang đền thờ quan giám sát thượng ngàn bị sắc tặng phong. Tướng về đảo lai hồ chi tả sai binh bộ binh tùy hiểu sai binh tùy giang đi ầm ầm tờ thần quan xuất lâm phương nghi dường nhà ngay quan tiểu nhiều quan biên chi tăng phương nga đi tăng cung sai binh thủ hoàng thân đợt thanh đế binh chủ vương cao lãng thương gia hướng từ bi lơ vơ chân sinh phố ngã thank you.
cung thịnh mời hoàng đế tinh quân hiệu ông đệ nhị thần đồng ngài quan cai dịch làm đại hàn lặng lội dương quan đạo vũ một thu mưa dần lệnh bài sai hạ băng thủy thần tự nhiên dâng nước xoay vần đi mưa xa nghi điều thời thiên hạ sướng ca làm đứng trẻ già đôi phép mi tôn quản đi nhìn khách đồ phá sơ nhớ nhớ
bạch cờ tiên giám vi diệu lưu đi tỉ thí ngài coi chi kìa quan ngắm xem bông hoa cúc hoa quỳnh chính hoan lan hoa huệ tư kỳ đủ bách bách hoài hoa trà mộng mộng đơn một hoa vẫn là để nhất nhất hoa thanh gia trình giang tiên danh ngân nghi sở bắc nghi anh vòng hồng sáng giả nghi làm mình sinh nhị tử trang sinh tê cho nhị tử trang sinh
thông chữ rằng sở nguyện lòng tâm mình. Có lộc có tài, có ngân có xuyến, có gia có bản,
trên theo việc thánh di kính được trần đồng ăn đồng tế đồng lễ đồng đã dư ăn vừa tiêu vừa sứ buổi chiều cũng được thành ơi sự cầu những sự nguyện tầm tâm cho cầu đi được ước thì đấy chứng tâm cho thầy pháp thể văn tứ trụ cần đề cách ra trăm họ nông thôn bản hạ chứng tâm cho thủ nhang đồng đèn sớm khêu nhang chiều quét bụi cho đỏ ngọn nhang cho sáng ngọn đèn cho đông canh đàn sang quá lẽ đêm năm canh ngày tám tiếng phụng sự cửa cha cửa mẹ cửa tình gần bốn cụ cửa anh cho mãn chiều xấy bóng cho đầu bạc răng lòng ha. Long 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 long
dòng mắt phương là thường thường đình phú quý chữ vương hiền đầu kỳ. Lịch còn ghi đến lành ra cái tính quán đi ngày thường đi chung quân ninh đàn hải đi tháng sáu là thôn đi hòa trường trường nam bắc bắc luôn dừng con đào tiền này khoan thai nhã nhạc nghi mũ kim cương đai bạc dâng ra nghi quạt lớn lên sầu thương đến vua cha võ bàn nhất nhất phẩm quan tam cai trong chiều. Gương sáng bước dân tình tình xưa nành nành giang từ người nành nành giang từ quốc sư lo kỳ quan đơn tỷ tạng ngày làm làm phép ai bì linh thần vua mát ngày ngày kiếm chi xuống thác xa cơi chiếc biển rộng trăm mái trên
đàn đi xuống biển đi lạnh giang từ quý địa danh lam đến thờ quan tan tí kiều bà nghị tà long hướng hồ thạch bàn vẫn còn nghĩ dước nghĩ ông lắm để tam về nghĩ cho tới lạnh giang nghĩ cung phụ cho thanh đồng nghỉ cùng các đệ tử an khang thọ trường thanh gia tiệc bàn non thịnh mời tôn ông đệ tứ ngài bốn con rời cao nguyện tòa thiên cung sơ điệp kim ngân ngài về tấu đuông chép biên dành dành tê cho nhị tử trang sinh nhị tử trang sinh tê cho nhị tử trang sinh cử nhà phu quý mọi đường hành thông chữ rằng thánh giang lưu ân đi thank you.
trên bát ngát in long long xà ông y phục in lột in tam in đầu bì quần một cô in in trầu lên lên in in là bảo hộ dân dân tinh nghi sau ra tư sắp hết tà tính tên đầy oan gia trần thế biết tay nghe lệnh quan triệt để nghiêm chế tài.
bực anh hùng hất nhà lở lấp trả thù chung cơn trên giáng xuống hồn quân nồng tiếng thiết niềm đau thế sắc trên chay dưới mặt trời lá câu và
quan được trên quan đâu biết thì nghĩa là chỉ dân không bắt dân của chức tổ dân bại văn danh văn diệt quyền văn nước văn đền năng hồn đố môn sinh trong đấu trường đê hoa từ tạm tác đầu vụ để cao dây bói giỏi dây đồng quốc đạo cao công một chút người khổ đồ độ phạm mê anh là công danh quyết tiến giới quan đại quan thì quan nhà là bàn khen cho thanh đoàn kiều vũ du lịch chẳng cảnh đó trong lòng cần kính đạt khấn nhận nhưng thật quá ti tỉ tiền tháng tám kiểm tra tháng ba tỉnh mẫu tháng 12 tiền số bàn lâm thao đầu năm khai ấn cuối năm cuốn cờ lây năm cũng sắp qua xuân canh tí sắp tới cùng giao đồng tiền họ đón nhất tâm tưởng bản thân hành vợ trần dung thế số hệ tiên cùng cha yêu văn lý nghệ đến bất đồng đói cơm thèm phúc đói độc thèm cài đói cơm cha khát sữa mẹ đêm cùng ngày mang số ăn về ra số thở sớm khêu nhang chiều các cụ cho đỏ mà nhang cái sáng còn đèn cái đông thanh đàn sang quá lẽ anh chứng tâm cho hai họ họ đó họ Nguyễn nhất tâm tưởng quản tâm thành cắt đoạn tuyển duyên kiếp trước cửa quan anh nay lên đôi lứa anh ban cho hai chữ bình an từ nay đổ đi từ chi đổ lại sớm sanh được nam trọng nam được nữ trọng nữ cho lớn dòng to họ lớn ngành xanh ngọn anh chứng tâm cho các thanh đồng đạo quan ngày hôm nay nhất tâm về cửa Phật thật tâm về cửa thánh nhất tâm về cửa anh dâng tòa chúa bà lân thao anh chứng tỏ tên bác sớ kim ngân tính trạng hoa man tại các gia các chủ ngày hôm nay nhất tâm tưởng bản tâm thành đường xa xa xôi lắm không còn mưa không sần mang niệm và tô mang đầu đấy nhất tha tâm cho thầy pháp thầy văn tứ trụ cần kề bách gia trăm họ luôn không làm ngạc đường xá xa xôi lắm không còn mưa không sờ mang nhiệt và tô mang đầu bái hết tại lễ cuối năm đầu năm khai ấn cuối năm cuốn cờ nay năm cũng sắp qua một xuân canh tí thì sắp tới anh tiếp tại tiếng lộc cho có lâm có lộc lộc gần đưa tới lộc xa đưa về anh bán chuyển cho các thanh đồng đệ tử con nhang thái bán còn bán cái cầu ngày mùng bốn anh khai ấn cửa đèn cửa phủ anh lấy đầu làm ngay hai vai là kiểu chân quỷ vai kiểu các ghế vuông không hồi làm ngay cho các giáng ngự cho các thanh đồng đạo quan đệ tử con nhang gái bán đường xá xa xôi lắm không còn mưa không sờ biết đường mà lội anh đốn vào tu ngày mùng bốn mang điện và tô mang đầu gái giết ha bông
bến sông tranh còn đó công ơn người, chúng con mãi mãi còn loan đồng hỏi nước sông tranh đào thiên cứu nước tung hoành đỏ ngang sông tranh vang tiếng trả lời có quan để ngủ sáng ngời chỉ trả nhịp người ta
mày cho tỏ trừ yêu trong thiên cổ sáng gió. Ai cùng nhìn ta tỏ khước tôi, tôi dành ta cương toàn người nữ.
bạn một nguyện con lớn ban cho một nguyện niềm giảng phúc chữ tài đồng gia tín sử ái ai cũng thịnh cường nghi ai nguyện buồn ban xâm đường tiền tài mưu nót bạc vàng bị để đắc lấy khóc lòng ơn ông bạn bồi nghi hoặc ai mà nhầm lỗi chuyện tha nghi mặc dù ai còn cách trở gian hà cơ thân chỉ núi là bế tan không nghi hỏi trời
hỏi rằng mà người lão chịu người cớ đi hỏi cơn mưa dầu lắng dài sao hại người sao nỡ hại người chịu cảnh phong có cây ơi thấu hiểu lòng ta sơn cùng thủy kiệt sơn cùng thủy kiệt sương xa lạnh sông kỳ cục nghề tắm ngọc côn ninh mỹ sơn kỳ cục heo hát trắng non ni sông kỳ trong đồ sông kỳ trong đồ nghi mà lược thuôn đôi trông thấy cảnh nghi mà lòng đau như cát đi lỡ trần hoàn đi lỡ mi trần hoàn đi quyết xa cho xong lòng riêng đã quyết với lòng nghi mượn giấy oan nghiệt đi mượn giấy oan nghiệt đi cho xong tội đời trên thiên đình này là con ngôi thượng đế xuống phàm chân đi xuống phàm trần để cứu trợ nhân gian mi có ngờ đâu nghi mặc phải oan tình ai ơi có thâu nỗi niềm gió trăng rừng hoa cỏ xót người đã khuất bồng bồng đùng 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 gió giật mình người xa lối oan khiên thấu tận trời xanh dây oan kết lại dây oan kết lại thành đôi bạch xa vì cô quận tìm nhà phúc cùng thương người thử mi lòng người trong lúc mà lạnh chúng tuần nì thử lòng ông lão ông mộng nghĩ thần ứng giấc mộng tình thì mời hay sự lại đôi bạch xài đôi mi bạch xà về tựa cửa mi đôi bên bạch xà tuy kỳ dị nhưng thảo hiền từ khi xuất hiện thêm vui
người. Sao lỡ đành hại nhau
sông lục lục lâm lâm sông lục lục đỏ đầy mây kể từ đây ai mà có về ai có về lính sang bên người ai mà có về qua bên sông trên thiên đình ngài còn đứng xa số lấy con lớn về ngài đổi số cho ai nghe thiên đình văn văn võ toàn tài quan tuân lịch sử đáng trai bậc anh hùng nghề đêm cùng ngày đêm cùng ngày có sự việc tại cung đổi lệnh mẫu cửu trùng quán cứu trợ sĩ nhân đi ai người cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân mi điều hòa sầu tôi quan lớn ngài trở ra đi người cưới tướng bạch hổ lên sầu thường thiên